Hello nha anh em, nay lôi con Alpha 35 cũ ra đây cà phê. Xe này phải thấy anh em mà đam mê cái dòng này nên mua rồi nè, nó xứng đáng đồng tiền bát gạo lắm anh em ơi. Đi nó đã, máy đang nổ đó, em thấy cái cửa gà nó không, cửa gà còn sừng sững luôn, bén gót luôn nha nè, đó máy nổ đó. Khách biết anh Phai vậy nè, đi sướng lắm anh em ơi, bô nổ bát. Giờ thì như khoái cái dòng này, tiếng bô nổ nghe phê lắm, bô lớn thép thì lại nấu hoài anh em, thích nghe cái tiếng bô của thằng lốc trắng này hơn tiếng bô của thằng lốc đen. Nhìn hết trơn luôn nha anh em, cầm gù gì còn hết, bao da tay vậy. Quá đẹp, nhá nhá cho anh em chơi vậy thôi, lâu lâu cũng giống như xe của anh em đam mê mà sưu tầm rồi chơi vậy đó, lâu lâu cũng lâu ra chạy vài vòng đảo đảo rồi cà phê rồi nha anh em ha, nó nhớt rồi cho nó bơm lên cho nó thông thoáng ngọt ngào, sạch bình sạch biết đồ vô luôn đó. Xe của anh em cũng phải chạy giống người ta vậy đó, người ta mà không vận động thì cũng dở ha, trời ơi chạy nó vậy chưa đóng yên luôn, hết biết chưa nè, đẹp. Đó, máy hết biết máy rồi, em giờ mới đầu bò nữa nè, đầu bò này là về em không cho rửa luôn nha, nó sao tới giờ lại nguyên như nó còn nguyên Sicily á, chưa có chạm gì đâu hết. Rồi vậy thôi giọt, theo thấy anh em mà rụng đỉnh tay chính là lên mua chơi, em nói xứng đáng đồng tiền bát gạo là xứng đáng đồng tiền bát gạo rồi, anh em mua dùng thử đi rồi sẽ hiểu. Nghe bon bon mấy tiếng vậy thôi đủ sướng rồi,